Chào em là sinh viên năm nhất phải không? Dạ. Vô đi em. Dạ em chào anh. Anh mới bị loại khỏi bán kết cúp C1 nên chuyển qua kinh doanh mà không bị ràng buộc thời gian. Em có muốn làm chủ tài chính, làm chủ tương lai, không còn phụ thuộc vào gia đình nữa không? Dạ, em đã suy nghĩ suốt một đêm qua rồi. Anh mới bị thua tụi Man City cho nên là anh cay lắm. Em nhập hết lô hàng này qua Manchester giùm anh nha cưng. Em chỉ cần bỏ ra 1.000 đô trừ lãi ngân hàng tất cả. Nếu em bán hết lô hàng này em sẽ thu về gần 10 triệu đô. Trời ơi, nghe đã quá vậy anh. Em phải mời người thân trong nhà em, anh chị, bạn bè mình ráng làm sao mà mua hết lô hàng này cho anh nha. Em sẽ bán được hết mà. Em mới học có năm nhất mà có ý chí làm giàu vậy thì rất là tốt. Em mà học tới năm cuối chắc em còn giàu hơn anh á. Đây, để anh phụ em. Chứ em nghĩ đi, tiền lương của anh đi đá banh làm sao mà đủ em. Mà anh giàu được như bây giờ thì em phải biết học tập anh chứ. Ủa, mà anh có định hè này mình qua câu lạc bộ nào chưa dạ? Nè uống đi, chuyện người lớn con nít đừng có hỏi. À quên nữa. Ủa cái gì nữa vậy anh? Cậu giùm anh cái ơi, để chụp hình boss Facebook. Boss Facebook hả? Cũng được á. Mà khoan, để em chụp hình anh lại làm bằng chứng. Mày giỡn nhay với tao hả? Bước vô. Rồi cười lên. Mày cười gì đâu mà không có tươi như tấm hình của tao vậy dạ? Nè cầm thêm chai nó bỏ túi đi. Đi đường khát nước uống. Ủa mà cái này gặp lại chảo luôn một lần luôn được không? Dạ được chứ anh. Cẩn thận coi chừng rách hình tao nha mày. Dạ anh yên tâm. Hồi nãy em đi xe SH tới mà. Chở dư xăng, xe của em rộng lắm. Mình sẽ làm được. Mục tiêu tới cuối tháng 12 năm 2016, mình phải kiếm được hơn 1 triệu đô la. Làm chủ tài chính, làm chủ tương lai.